Thật xin lỗi quý vị cô bác và anh chị em đã theo dõi kênh, do sức khỏe cá nhân và gia đình á nên là Diệu có hơi chậm trễ trong chỉnh sửa video. Mong quý vị thông cảm và ủng hộ kênh của bếp nhà Diệu Nguyễn. Rất cảm ơn mọi người rất nhiều. Diệu vào luôn cách làm mà bánh bao xá xíu nhưng mà nhân chay ha. Nếu mà muốn ăn nhân mặn á, thì mọi người có thể là thay bằng cái nhân thịt xá xíu mặn á. Đây là 50g nước và mình sẽ cho vào đây là 5g bột mì, cộng thêm là 10g bột khoai tây hoặc là bột bắp, là bột ngô á. Thì đây là cái hỗn hợp để mà làm cho nước xốp nó sệt lại, không có bị chảy ra khi mà mình rối bánh á. Thì nhân bánh á, mình sẽ có là 250g thịt xá xíu chay làm từ mì cân. Cách làm mà xá xíu chay á thì có rất nhiều cách trên YouTube rồi. Quý vị cô bác anh chị em có thể lên trên đó tìm. Nếu quý vị cô bác muốn Diệu làm mà thịt xá xíu chay á thì có thể comment bên phía dưới video này. Diệu sẽ làm riêng một video về xá xíu chay để quý cô bác anh chị em tham khảo ạ. Còn đây là 50g hành tây. Nếu mà mọi người ăn không có ăn được hành tây á thì có thể thay bằng thịt xá xíu chay luôn cũng được, hoặc là thay bằng cái củ sắn luộc cũng không sao ha. Gia vị thì có là một muỗng cà phê xì dầu, và mình cho thêm vào đây á là một muỗng cà phê xì dầu đặc biệt của Ly Cung Ki á. Thì cái loại này nó sẽ đậm đặc hơn, hoặc là quý vị cô bác có thể là dùng luôn một loại cũng được, không sao hết. Rồi cho vào đây á một muỗng canh lưng lưng dầu hào. Nếu mà mọi người cân á thì cho khoảng 15g. Và cho thêm vào đây á là 1/3 muỗng cà phê muối, một ít tiêu bột và 30 đến 40g đường cát. Rồi cho thêm vào đây á là 100g nước. Trộn đều lên ha. Cuối cùng á cho một ít dầu mè vào để mà nhân bánh nó thơm hơn á. Nồi nóng á, thì cho một muỗng canh dầu ăn vào để hành tây vào xào thơm á. Thì mình xào cho đến khi cái phần hành tây này nó trong lại và có cái mùi thơm là được rồi ha. Như vậy là được rồi nè. Tiếp tục cho tất cả cái nhân xá xíu vào, rồi đảo đều trên nồi khoảng từ 1 đến 2 phút để cho cái nhân này nó thơm á. Đổ tất cả gia vị đã pha sẵn vào trong nồi rồi mình nấu sôi lên. Nhân bánh bao xá xíu chay này á thì cũng làm rất là dễ luôn á. Quý vị cô bác có thể là nêm nếm lại gia vị cho vừa khẩu vị gia đình của mình nha. Thì bây giờ cái nước xốp á, nó cũng đã sôi lên rồi, thì Diệu sẽ cho tất cả cái phần nước bột lúc đầu á, đã pha vào rồi khuấy đều lên nha. Khi mà cái nước xốp này á nó sền sệt lại á thì Diệu sẽ tắt lửa rồi cho vào trong dĩa đó để cho nó nguội, rồi mình mới đi làm cái vỏ bánh bao á. Cho tất cả ra dĩa rồi dàn mỏng ra để mà nó nhanh nguội hơn á. Đây là hai loại bột chua hôm trước Diệu đã ủ á. Nếu mà quý vị cô bác anh chị em nào chưa xem qua cách làm mà cách ủ bột chua á, thì có thể là vào trong kênh của Diệu để mà tìm lại cách ủ này nha. Để làm vỏ bánh bao á thì Diệu sẽ sử dụng là 110g bột mì Hồng Kông,
Rồi thì hôm nay á, Diệu sẽ dùng là 80g đường bột, hoặc là mọi người dùng cái đường cát á, rồi mình xay nhuyễn ra thì khi mà nhồi á, nó sẽ dễ tan đường hơn á. Công thức này á, Diệu dùng là 80g đường bột. Ở công thức trước á, thì Diệu có dùng là đường cát rồi xay mịn ra. Thì quý cô bác có thể sử dụng hai loại đường trên đều được nha. Rồi mình sẽ gây mịn cái phần đường này ra để mà giúp cho bột trộn nó nhanh hơn và đều hơn á. Sẵn luôn á, thì mình sẽ gây cái bột mì Hồng Kông và cho vào đây á, thêm là 12g bột nổi là baking powder á, cũng gây mịn ra luôn á. Diệu sẽ dùng cái máy làm bánh mì á, để mà trộn cái vỏ bánh bao xá xíu này, và căng vào đây á, là 200g bột chua được ủ từ cái bột mì Hồng Kông á, thì quý vị thấy nó trắng ghê luôn ha. Rồi, đủ 200g mà nè. Chọn chế độ trộn bột á, là 15 phút, cho đường bột vào á, rồi khi mà trộn khoảng từ 1 đến 2 phút nhưng mà đường có chưa tan thì mình sẽ dùng cái cây vét bột để mà miết nó, để giúp cho cái máy á, nó trộn mịn hơn. Nếu như mà đường bột của mình á, trộn chưa có tan thì khi hấp ra bánh nó sẽ dễ bị những cái chấm vàng trên cái vỏ bánh á. Khi mà đường đã tan rồi á, thì quý vị căng 2g bột khai cho vào luôn. Thì để mua được cái bột khai này á, quý vị lên cái Shopee tìm á, thì sẽ thấy bán rất là nhiều luôn á. Rồi bây giờ mình cũng dùng cái cây vét bột để mà mình trộn đều cho cái hỗn hợp này nó thật đều luôn á. Khi mà thấy tất cả đã trộn đều hết rồi á, thì mình sẽ cho vào đây là 15g giấm. Quý vị thấy không, thì khi mà cho vấm giấm vào á, thì cái bột á, nó xốp hơn rất là nhiều luôn nè. Rồi mình cũng sẽ dùng cái cây vét bột để mà trộn cho nó, giúp cái máy nó đều hơn á. Thì bây giờ á, Diệu sẽ cho vào đây là 15g sốt tiên. Nếu mà quý cô bác anh chị không có ăn chay á, thì dùng cái mỡ heo đông lạnh á, để mà trộn cái phần bột vỏ này, nó sẽ xốp và ngon hơn là cái sốt tiên ha. Thì Diệu trộn từng bước như vậy á, là do muốn cho trộn cái hỗn hợp này nó thật đều, thì bánh làm ra nó sẽ không bị vàng và nó ngon hơn á. Cho nên là quý cô bác nên đứng canh sẽ tốt hơn. Khi thấy hỗn hợp đã đều rồi á, thì Diệu sẽ dừng máy và cho tất cả bột khô, bột mì Hồng Kông và bột nổi vào. Rồi dùng cái cây quét bột á, mình sẽ trộn đều lên cho cái phần bột khô này không có thấy nữa. Thì mới mở máy lên cho nó chạy tiếp. Nếu mà mọi người trộn trong lúc mà nó chưa có trộn đều á, thì cái bột khô á, nó sẽ văng hết ra ngoài. Nếu như mà khi trộn quá ướt á, thì quý cô bác cho thêm 5 đến 10g bột mì Hồng Kông vào nữa. Cho từng ít thôi á, đừng có cho nhiều một lần, thì cái bột nó dễ bị khô ha, tại vì mình còn dùng cái bột áo bên ngoài nữa. Rồi bây giờ cái bột đã xong rồi ha. Thì mọi người dùng cái bột khô á, gắt dưới cái mặt bàn, rồi cho cái phần bột ra, rồi mình nhồi thêm từ 1 đến 2 phút nữa, để cho cái bột này á, nó khi mà thấy nó không có dính mặt bàn, rồi nó không có dính tay nữa là được ha. Như vậy là được rồi nè. Đó, rồi mình sẽ
cho thêm một ít bột áo xuống phía dưới, rồi để cái miếng bột này lên và để cho nó nghỉ 15 phút. Dùng cái nào lớn lớn đó mình đậy lại. Do là video sẽ có cắt để mà cho nhanh hơn á, cho nên là thời gian trên video sẽ ngắn hơn là thời gian thực á. Rồi bây giờ sau 15 phút á, Diệu sẽ nhồi lại sơ cái miếng bột này rồi chia bột ra ha. Làm nhà ăn á, thì Diệu sẽ không có căng, nên là nếu mà mọi người muốn cái bánh nó đều hơn á, thì căng thì nó sẽ đều hơn nha. Ở đây Diệu sẽ chia bột ra làm 11 cái. Rồi bây giờ gãi cái bột khô lên trên cái phần bột để cho nó đừng có dính lại. Sẽ cán cái bột, nếu mà miếng bột nó đã tròn dẹp như vậy á, thì chỉ cần mình dùng tay ấn nhẹ xuống á, rồi dùng cái cây cán bột cán cho cái phần mép nó hơi mỏng ra. Nhưng mà đừng có quá mỏng nha, nếu không á, thì bánh nó sẽ nứt không có đẹp ạ. Rồi hoặc là quý vị cô bác á, có thể là cán như cái kiểu này cũng được. Diệu á, thì cầm cái cây cán bột á, rất là nhẹ, không có dùng lực. Mình chỉ cán như vậy là được rồi. Giờ Diệu rối bánh nha. Cho một muỗng cà phê đầy nhân vào giữa cái miếng bột á. Rồi mà mình dùng cái tay á, mình sẽ kéo cái miếng bột. Rồi mình bóp lại cho nó đều ha, để cho nó không có bị bung ra đó. Bóp lại cái chóp này lại. Đó, vậy là xong cái bánh rồi, rất là dễ luôn á quý vị. Diệu sẽ gói thêm một cái để quý vị cô bác anh chị xem cho rõ hơn ha. Thì Diệu chỉ làm nhà ăn á, lâu lâu mới làm một lần, nên là rối bánh không có được đẹp cho lắm. Quý vị nào khéo tay á, thì cái bánh nó sẽ đẹp hơn nữa. Rồi mình bóp nè, một tay mình kéo và một cây tay mình đẩy lại. Cái phần nhân nó lòi lên một chút á, thì quý vị dùng cái ngón tay á, mình đẩy xuống dưới. Rồi cuối cùng á, mình bóp lại cái phần đầu của miếng bột nha. Trước khi gói bánh này á, thì Diệu bắt cái nồi nước sôi lên rồi. Thì khi mà mình rối đủ một khay bánh thì mình sẽ đem đi hấp luôn. Cái bánh này á, thì mình hấp là 10 phút ở lửa lớn á. Còn nếu mà bánh nhỏ hơn á, thì quý vị hấp khoảng là 8 phút là chín rồi. Diệu dùng cái chảo này hấp á, mấy lần rồi thì bánh bao nở rất là đẹp. Tại vì nó kín hơi nè, hơi nước của nó bốc lên chảo á, thì nó sẽ chảy xuống theo cái vành của cái nắp. Chứ không có kiểu mà nhiễu vào trong bánh. Nếu mà nhà quý vị cô bác sợ hơi nước rớt vào bánh á, thì trước khi cho bánh vào mình lau hết cái phần nước đọng trên nắp đi, thì nó sẽ tránh rớt vào nước và cái vỏ bánh nó sẽ không có bị chai. Bánh nở xốp nè và mềm rất là trắng luôn ạ. Nhìn rất là ngon luôn á. Bột này á, là Diệu dùng cái bột bánh bao thường để mà gói cho quý vị thấy sự khác nhau giữa cái bột mì Hồng Kông và cái bột bánh bao thường. Thì cách làm tương tự nhưng mà không có khác gì, chỉ có thay đổi cái loại bột cái và cái bột bánh bao thường thôi. Quý vị thấy nè, cái màu bột á, chưa có hấp á, mà nó đã vàng hơn cái bột mì Hồng Kông rồi. Làm bánh với cái bột bánh bao thường này á, thì bánh nó cũng nở rất là đẹp nè, nhưng mà nó không có được xốp mềm mà, và cái màu bánh á, nó cũng không có trắng bằng làm từ bột mì Hồng Kông.
Nếu mà để rằng á, thì mọi người sẽ nhìn dễ hơn. Và video của Diệu đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn quý cô bác anh chị em đã theo dõi và hẹn gặp lại ở video kỳ tới.